Xin chào anh chị đến với buổi chia sẻ kiến thức về dòng sản phẩm Novae E-Collagen. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau giải đáp một thắc mắc. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi làn da của chúng ta bước qua tuổi 30? Ở giai đoạn này, lượng collagen và elastin được sản sinh dưới da bắt đầu dần chậm lại. Kết hợp với đó là các yếu tố từ môi trường bên ngoài như ô nhiễm, ánh nắng mặt trời hoặc các yếu tố của bản thân như chế độ sinh hoạt, tâm lý, vân vân sẽ khiến da nhanh lão hóa hơn, kém tươi sáng hơn và bắt đầu xuất hiện các đường rãnh và nếp nhăn. Do đó, bộ sản phẩm Novae E-Collagen với 4 bước cơ bản bao gồm sữa rửa mặt, kem mắt, kem ngày và kem đêm sẽ là sự lựa chọn phù hợp trong giai đoạn này. Đây là các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ tế bào gốc, được chiết xuất từ các loại cây trồng hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Từ đó giúp tránh việc sử dụng thuốc trừ sâu và các loại hóa chất khác, góp phần bảo vệ tính đa dạng về sinh học, tiết kiệm năng lượng cũng như đem đến hiệu quả rõ rệt đối với làn da của người sử dụng. Nghiên cứu đã chứng minh khi dùng trọn bộ sản phẩm sẽ giúp cải thiện tình trạng nếp nhăn lên đến 49% chỉ trong 6 tuần sử dụng. Vậy làm như thế nào để sản phẩm có thể cải thiện làn da của chúng ta trong tươi trẻ ra tức thì? Giống như một cục tẩy thần kỳ, sản phẩm giúp mang đến sự khác biệt chỉ sau 20 phút sau khi hoàn thiện các bước. Và không chỉ mang lại hiệu quả tức thì, sản phẩm còn giúp duy trì hiệu quả lâu dài sau 12 tuần sử dụng, giúp làm mờ các nếp nhăn, mang lại sự tươi trẻ cho làn da và giúp da trở nên căng bóng hơn. Với quy trình chăm sóc da bao gồm 4 bước cơ bản, sữa rửa mặt, kem mắt, tinh chất và kem dưỡng mà chúng ta có thể áp dụng mỗi ngày một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Ngay sau đây, xin mời mọi người cùng xem qua một video clip giới thiệu về sản phẩm nhé. Đầu tiên, hãy bắt đầu quy trình với sản phẩm sữa rửa mặt Supreme Cleansing Gel. Đây là sản phẩm kết hợp giữa sữa rửa mặt với nước cân bằng độ ẩm chỉ trong cùng một bước, giúp nhẹ nhàng làm sạch và loại bỏ các tế bào chết trên da mà không làm da cảm thấy bị khô căng hay khó chịu. Kế tiếp, ở bước thứ hai, sử dụng kem mắt Wrinkle Power với sức mạnh giúp cải thiện tình trạng nếp nhăn và quầng thâm nhờ vào thành phần caffeine và công nghệ ngọc trai quang học. Sau đó, ở bước thứ ba, sử dụng tinh chất dưỡng da 2 lần sáng và tối mỗi ngày để giúp da ẩm mịn và căng bóng tức thì. Trong sản phẩm có chứa hai thành phần nổi bật là hyaluronic acid phân tử nhỏ và prebiotic. Các phân tử hyaluronic acid li ti này sẽ giúp cấp nước và duy trì độ ẩm mịn cho làn da. Trong khi đó, prebiotic sẽ giúp kích thích tái tạo tế bào và tăng cường độ tươi khỏe cho da. Vào ban ngày, sau bước tinh chất, hãy sử dụng kem ngày với chỉ số SPF 35 kết hợp cùng các công nghệ cải tiến hiện đại nhằm giúp bảo vệ toàn diện cho làn da và ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả bảo vệ tốt hơn thì đừng quên sử dụng kem chống nắng sau bước này nhé. Còn vào ban đêm, làn da chúng ta sẽ được nuôi dưỡng nhờ các thành phần như niacinamide, bơ hạt mỡ và vitamin E có trong kem đêm Wrinkle Power. Đây đều là các thành phần nổi tiếng từ lâu trong việc làm đẹp, vốn được biết đến với các công dụng giúp phục hồi cho da, tăng cường độ ẩm mịn và làm chậm lại quá trình lão hóa của làn da. Như vậy, với quy trình dưỡng da 4 bước cùng với bộ sản phẩm E-Collagen sẽ giúp cải thiện và làm mờ các nếp nhăn tức thì và lâu dài, phù hợp đối với những ai đang tìm kiếm giải pháp giúp da căng bóng, mịn màng và giúp làm chậm lại quá trình lão hóa của làn da. Xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian để lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong các buổi chia sẻ khác nhé.